Lúc này Đức Thắng là vị trí hiếm hoi gốc Hải Phòng trong thành phần đội bóng thành phố Cảng. Samson đã nổi nóng. Pha va chạm giữa Samson và Văn Nam. Hành động không thể chấp nhận của Samson. Chắc chắn là sẽ có thẻ. Vừa rồi thì trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư cũng đã dính trường trong một tình huống va chạm. Ban tổ chức đã phải nhắc khán giả rất bình tĩnh. Đó thật sự là hành động sẽ gây ra những quá khích nơi khán giả. Hành động của Samson có thể nói là rất khó chấp nhận. Cầu thủ đội khách mà có hành động như vậy thì sẽ khiến cho cổ động viên rất dễ quá khích. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Văn Nam đã chơi tiểu xảo, Samson ngã. Tiếp một tiểu xảo nữa của Văn Nam. Sau đó là một tình huống bỏ bóng đá người của Samson. Đồng Đức Thắng là người đã lao vào để cà khịa với Samson. Đúng là những cái đầu nóng trong một ngày rất nóng ở phía Bắc. Trận đấu đang phải tạm dừng và chắc chắn sẽ có ít nhất 2 chiếc thẻ nếu trọng tài bắt đúng. Rất có thể sau tình huống này sẽ có đội bị mất người. Ở V-League vào lúc này, trọng tài Nguyễn Trọng Thư là người được coi là có kinh nghiệm. Nguyễn Trọng Thư là con trai của Nguyễn Văn Mùi, người từng là một trọng tài rất nổi tiếng. Các trợ lý Văn Phụng và Xuân Thành ngoài phòng đã phải ra để ngăn cản các thủ. Thẻ đỏ dành cho Samson. 2 thẻ đỏ. Thêm một chiếc thẻ vàng. Trận đấu đã nóng lên rất sớm. Bình thường thì TT thường chơi tốt ở sân Lạch Tray. Tuy nhiên ngày hôm nay có thể sẽ khác khi mà đội chủ nhà sớm có bàn mở tỷ số. Đồng Đức Thắng đã phải nhận thẻ đỏ cùng với Samson. Mỗi bên chỉ còn lại 10 người. Đức Thắng và Samson đều đã thiếu kiềm chế, có thể nói là rất đáng trách. Đức Thắng và Samson đều là những vị trí rất quan trọng ở đội bóng của mình. Có lẽ là ban tổ chức nên cách đi Samson và khán giả. Khán giả Sen Lạch Tray đang rất phẫn nộ trước hành động của Samson. Chúng ta đều biết là cầu thủ Hải Phòng vốn nổi tiếng là cuồng nhiệt và đôi khi quá khích. Samson lập tức được đưa vào phòng cách ly. Đồng Đức Thắng cũng được đưa ra ngoài sân bởi trợ lý của đội Hải Phòng Phạm Đức Hợp. Đức Hợp trước đây là một tiền đạo đã từng qua đội tuyển dự SEA Games. Trận đấu sẽ trở lại với 10 người trong mỗi bên khi mà Đức Thắng và Samson đều phải nhận thẻ đỏ. Theo chúng tôi thì trọng tài chính Trọng Thư đã xử lý chính xác. Văn Nam là người đã phải nhận thẻ vàng tiếp theo. Trên ghế dự bị của Hải Phòng ngày hôm nay có cao thủ Đinh Xuân Việt, Hoàng Đình Tùng, Lê Sĩ Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Hoàng Ngọc Hùng, Đặng Việt Phương, Vũ Ngọc Thịnh.
Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.